Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì nhà mình làm củ kiệu thì mình sẽ chia sẻ cùng với cái cách làm củ kiệu của nhà mình nha. Với cái cách làm của mình á, thì cái củ kiệu của mình để trong tủ lạnh mình ăn có thể tới 1 năm hơn nha các bạn. Củ kiệu của mình vẫn còn giòn nha, rất là giòn luôn á. Hôm nay thì còn khoảng 19 ngày nữa là tới Tết rồi nha các bạn. Nếu bạn nào mà có ý định làm củ kiệu ăn Tết á, thì mình bắt đầu làm ngay bây giờ nha, để có kịp cái củ kiệu Tết mà cho chúng ta ăn Tết ha. Thì cái món củ kiệu này mình có thể ăn với lại tôm khô, hoặc là ăn với lại thịt kho tàu, hoặc là ăn với lạc xưởng. Còn mấy mình ăn với lại bánh tét cũng rất là ngon nha các bạn. Cho nên trong 3 ngày Tết là nhất định nhà nào cũng phải có món củ kiệu nha. Ở đây thì mình có là 2 thao củ kiệu nha các bạn, tương đương với 1 kg ha. Thì cái củ kiệu thường ở Việt Nam á, trước khi người ta lột á, người ta phải ngâm vô trong cái nước mà để cho củi vô á, cái mình quậy ra trong nước ha, rồi xong mình để củ kiệu vô mình ngâm qua đêm thì lột cho nó dễ nha các bạn. Còn ở Mỹ này mà không có tro thì mình có thể quậy nước muối nha, cũng giống như là mình làm thấu củ hành, mình cũng ngâm củ hành với lại nước muối vậy đó, mình ngâm qua đêm ha, đặng cho nó dễ lột nha các bạn. Kiệu này thì mình đã ngâm qua đêm rồi ha. Bây giờ mình sẽ lột cái củ kiệu này ra. Thì trước khi mình lột cái củ kiệu á, thì mình đã chuẩn bị đây là 1 thao một nước lạnh nha các bạn, nước lọc thường thôi ha. Rồi mình có bỏ vào trong đây khoảng 1 muỗng cà phê phèn chua nha, để mà mình sau khi mình lột xong mình để qua cái thau nước phèn chua này nè, mình ngâm cái củ kiệu trong đây để cho rửa sạch cái củ kiệu ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ lột củ kiệu nha các bạn. Mình dùng cái dao bén một xí ha, để mình cắt cái đầu kiệu ra nè. Mình cắt như thế nào mà để cho nó đứt hẳn ra luôn, chứ còn nó đừng có kéo xuống, nó xước xuống đây là nó cái củ kiệu của mình nó không có ngon nha các bạn, nó không có đẹp ha. Rồi xong mình sẽ lột, mình lột cái phần ngoài ra ha, còn lại cái phần trong mình lột cho đến nào mà mình thấy cái củ kiệu nó sạch rồi đó, không còn cái vỏ lụa nữa đó nha các bạn. Cái vỏ lụa tất nhiên là khi mình rờ lên cái củ kiệu mình nó còn trơn trơn đó, thì mình lột sạch cái vỏ lụa đó ra nha. Đây nè, giờ nó sạch rồi nè. Rồi mình cắt nó ra ha. Nè, củ kiệu của mình này rất là trắng ha. Là nó cũng sạch sẽ rồi. Nè, mình cắt là mình cắt đứt hẳn nha các bạn, chứ đừng có để cho nó còn, đừng có để mà, cho nên mình nói là dùng cái dao bén là để mình cắt đứt hẳn, chứ còn dao mà không bén á, mình cắt thì cái đầu này nó bị dập dập á, cái củ kiệu nhìn để lâu ngày nó không có đẹp mắt, với lại nó không có nhìn, nó không có ngon nha các bạn. Rồi cái phần dưới của cái củ kiệu nè, nếu các bạn làm xiên á, các bạn chịu khó lột cái lớp bên ngoài này nè, mình ngâm riêng nó với thêm một hũ nữa thì cái phần này ăn cũng rất là ngon nha. Hoặc là các bạn có thể đem đi xào ha. Đây nè, nó non lắm nha các bạn. Nếu mà các bạn làm xiên thì mình làm, còn không mấy thì thôi ha. Mình lột nó cũng giống như lột củ hành vậy nha các bạn. Rồi cứ như thế mà các bạn làm cho đến hết nha. Củ kiệu sau khi mình ngâm với lại nước có pha phèn chua rồi mình rửa sạch lại nha, 2 lần nước lạnh nữa nha các bạn. Sau đó mình để ngoài rổ ha, mình đem phơi nắng ha, cho nó khô, nó ráo, cho nó héo héo bớt nha. Rồi bây giờ mình sẽ chất vào trong hũ nè. Rồi phần củ kiệu mình đã sắp vào trong hũ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chế nước giấm đường vô nha. Đây là phần giấm đường mình đã nấu xong rồi nè nha các bạn. Thì trong khi mình phơi nắng cái củ kiệu cho nó héo bớt á, thì mình đã nấu cái giấm đường này rồi nè. Thì mình nấu với tỷ lệ là 1 chén giấm, 1 chén đường, nửa muỗng canh muối và 3 chén nước nha các bạn. Mình đun sôi lên cho đường và muối nó tan ra hết rồi mình để nguội ha. Thì bây giờ mình sẽ chế cái phần giấm đường này vào cái hũ củ kiệu nha.
sau khi mình đã chế phần giấm đường vào trong hũ củ kiệu rồi, bây giờ mình đậy nắp lại, mình để khoảng một tuần lễ nha các bạn. Thì sau một tuần lễ mình sẽ nấu giấm đường khác, nấu giấm đường mới và mình đem thay giấm đường nha. Mình làm như vậy 3 lần rồi mình để vào tủ lạnh ha. Mình dùng cả năm luôn, củ kiệu mình vẫn còn giòn nha. Rồi đây là phần củ kiệu mà mình ngâm được một tuần rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chắc cái nước giấm này ra ha. Mình lấy một cái hũ, mình chắc cái nước giấm ra, mình đựng, mình để dành, mình làm nước mắm tỏi ớt nha các bạn. Ăn rất là ngon và thơm nữa nha. Đừng có bỏ uổng lắm nha. Rồi mình chắc cái này ra ha. Với cái cách làm này của mình cũng rất là đơn giản và dễ làm ha. Là mình nghĩ là ai làm cũng được hết nha các bạn. Không có cầu kỳ nha, không có cần phải ướp đường trước rồi đem phơi nắng này kia ha. Các bạn làm giống y như thế này ha, thì mình để cả năm củ kiệu mình ăn vẫn giòn nha. Trước khi mình thay giấm là mình đã nấu xong một nồi giấm đường nữa rồi nha các bạn. Cũng với cái tỷ lệ là một chén đường, một chén giấm, nửa muỗng canh muối và ba chén nước ha. Và mình bắt lên mình đun sôi cho đường và muối nó tan ra hết để nguội nha. Rồi bây giờ mình sẽ chế vào cái hũ củ kiệu của mình nè. Đây là lần thứ hai mình thay giấm kiệu nha. Rồi tới lần thứ ba mình làm cũng tương tự giống như vậy nha các bạn. Mình sẽ chắc nước giấm kiệu cũ đi ra ngoài cái hũ khác ha. Rồi xong rồi mình chế nước giấm kiệu mới vô nha. Cái nước giấm kiệu mới nấu cũng tương tự như vậy. Một chén giấm, một chén đường, ba chén nước và nửa muỗng canh muối nha. Nấu lên, sôi lên để nguội rồi chế vào ha. Rồi mình đậy nắp lại. Mình ngâm tới một tuần nữa ha, qua tuần sau nữa thì mình sẽ nấu cái phần nước giấm kiệu khác, mình thay thêm lần thứ ba là xong nha các bạn. Làm như thế này nè, cái củ kiệu của mình để lâu được nha. Mà cái củ kiệu mình nó rất là giòn và trắng trẻo nữa, nó không có bị đục, cái nước củ kiệu nó cũng trong nữa, không có bị đục nha các bạn. Thì sau cái video này các bạn thử vào bếp để làm món củ kiệu cho 3 ngày Tết cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Làm theo cách của mình thì mình bảo đảm với các bạn củ kiệu rất là giòn và rất là ngon. Mình để lâu vẫn được nha các bạn. Củ kiệu vẫn trắng trong ha. Nếu các bạn thấy thích cái cách làm này của mình á, thì cho mình thumbs up nha. Like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình để họ có thêm một cái thực đơn mới trong cái căn bếp của họ nha. Thank you for watching. Bye bye.